Xin chào bà con bonsai Cần Thơ nha. Hôm nay tôi có quay clip 20 cây mai Thủ Đức. Chào bà con trên mọi miền đất nước nha. Tôi là ở ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Số điện thoại tôi là 0938 213 500. Hôm nay tôi có quay mã số 1B. Cây đầu tiên nha bà con. Chậu năm nha. Cái này tàn dù nha bà con. Điều chi điều hết trơn nha. Rồi, hoành là 18. Rồi cây này là giao lưu với bà con, họ đi đo đo chiều cao. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Cây mã số 1B này là giao lưu với bà con là 1,6 triệu nha. Miễn ship 200 cây số nha bà con. Rồi đó, ok đi. Rồi tiếp tục là cây mã số 2B nha bà con. Rồi nghiêng. Cây này tàng thông nha bà con. Tàng điều gan nha. Nụ thì ok á. Rồi hoành 19. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Nụ thì là bao luôn đó. Rồi cây này là giá 1,5 triệu nha bà con. Rồi đây cái này. Bông 9 cánh 12 cánh không nha bà con. Rồi cây này tăng thông nha. Cây này mã số 3B. Rồi đâu hoành luôn. Rồi hoành này 19. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Nụ bự bự không à. Rồi cây này là giao lưu với bà con là 1,5 triệu nha. Này, mùa dịch này bán cũng nói nói cho bà con xài. Rồi cái số 4 này là tàn dù nha bà con. Rồi hoành 19. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Đây 14 lặt là vừa. Rồi cây này là giao lưu với bà con là 1,5 triệu. Miễn ship 200 cây số nha bà con. Rồi đó cây này. Tục là cây mã số 5 nha bà con. Mã số 5B nha. Cây này tăng thông nha bà con. Cây này nụ là dữ lắm luôn, mỗi lá mỗi nụ. Hoành luôn. Rồi hoành 19. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Rồi ship là 200 cây số nha bà con. Nếu con thích cây nào thì alo cho em nha. Rồi nó 1,5 triệu rồi. Rồi xuống đi. Ừ, cây này. Rồi cây này là một giá 1,5 triệu nha bà con. Rồi xuống đi.
Rồi tới cây mã số 6B nha bà con. Cây này tàng dù nha, tàng kính luôn á. Rồi hoành 20. Này chiều cao 1m3. Tán ngang 1m3 luôn. Cái này tàng dù nha bà con. Một cốt nha. Cái này giao lưu cho bà con là giá 1,5 triệu nha. Miễn ship 200 cây số. Số điện thoại em là 0938 213500 nha bà con. Ngồi xuống luôn. Cây mã số 7 nha bà con. Cây mã số 7B nha. Cây này tàng thông nha. Cây này nó hơi đổ một chút. Dán đổ. Tàng thông. Nụ là ok luôn đó. Hình như 18. Rồi quanh 18 bà con ơi. Cái này trên mít được. Rồi chiều cao này là tới mét 7 nha bà con. Nó ngang 1m3. Rồi cái này giao lưu với bà con là 1,5 triệu. Bà con thấy hợp thì alo cho em. Rồi. Rồi tiếp tục cây mã số 8B nha. Cây này tàn là cứng ngắt luôn đó. Tàn thông nha. Một cốt luôn. Rồi hoành 19. Rồi chiều cao 1m7. Tán ngang 1m3. Tàng thông nha bà con. Cây này là đặc sạch luôn đó. Rồi cây này giao lưu với bà con là 1,6. Đây là tàng cứng ngắt luôn đó. Ngồi xuống đi. Rồi tới cây mã số 9B nha bà con. Cái này cũng tàng thông luôn. Cái chậu nó hơi nghiêng chút. Bông thì bao cho bà con luôn đó. Rồi đâu quanh. Rồi quanh 19. Nghỉ một chút. Chiều cao 1m6. Tắt ngang 1m2. Đủ là ok luôn đó. Ngồi xuống luôn. Cây này em giao lưu là cây này giá 1,5 triệu nha bà con. Miễn ship 200 cây số nha. Đưa cho cũ luôn ha. Tục mã số 10 nha. Cây này tàng thông nha bà con. Cây này là bông khỏi nói luôn rồi. Rồi 19. Hoành 19. Chiều cao 1m7. Tán ngang 1m2. Rồi cây này là em giao lưu với bà con là 1,6 triệu nha.
thằng thông nha bà con. Bông là ok luôn đó. Rồi tiếp tục là em quay cây mã số 11B nha bà con. Cây này cũng thằng thông nữa nha. Thằng điều gan luôn đó. Bị cái nệ nó hơi nghiêng. Cái này là bông là. Rồi hoành 20. Đâu ok luôn á. Rồi chiều cao 1m7 nha. Tán ngang 1m3. Rồi cây này cũng giao lưu với bà con là giá 1,6 triệu nha, miễn ship 200 cây số nha. Bà con có thích cây nào thì alo cho em. Số điện thoại em là 0938213500. Em tên Dân nha. Rồi lắp vô đây đi. Đây đi, mình lấy cây kia rồi hồi nữa. Rồi tiếp tục là em quay cây mã số 12 nha. 12B. Cây này cũng đang thông nha bà con. Rồi hoành 23. Rồi chiều cao là 1,5 m. Tán ngang 1 m. 1,3 m. Rồi cây này em cũng giao lưu với bà con là giá 1,5 triệu nha. Rồi đó cây luôn. Rồi đưa chỗ cũ đi. Rồi tiếp tục là mã số 13 nha bà con. 13 nha. Thằng thông nha. Qua B chứ. Đây là thằng thông. Rồi đầu quanh luôn. Rồi quanh 21. Rồi chiều cao 1,5 m. Ngang 1,2 m. Rồi cây này giá 1,5 triệu luôn bà con ơi. Mùa dịch này bán mà cái rẻ cho bà con xài. Rồi xuống luôn. Để vô đó luôn đi. Rồi tiếp tục là em quay cây mã số 14B nha bà con. Cây này tầng thông nha. Cây này là nụ dữ dằn luôn á. Một cốt luôn. Rồi hoành 19. Rồi chiều cao là 1,6 m. Tán ngang 1,4 m. Cái này là đủ cối cối không. Rồi cây này em giao lưu với bà con là giá 1,7 triệu nha bà con. Miễn ship 200 cây số nha. Bà con xem đi rồi thích thì alo cho em. Số điện thoại em là 0938213500. Em tên Dân nha. Rồi xuống luôn. Bỏ xuống cái này. Rồi số tiếp tục mã số 15B nha bà con. Cái này là nụ chùm không à. Nè nó nghiêng. Dùm chậm lẻ quá nó không thấy. Rồi hoành 19 nha bà con. Bồng dữ lắm mà. Rồi cây này 1,8 m chiều cao nha. Rồi tán ngang 1,3 m.
nhánh nào cũng bông dữ lắm. Rồi cây mã số 15 này em giao lưu với bà con là giá 1,7 triệu nha bà con, miễn xếp 200 cây số nha. Bà con thấy thích cái dáng nào thì bà con alo cho em. Rồi tiếp tục là mã số 16B nha. Cây này là tàn cứng khừ luôn á. Cây này một cốt mà tàn thông luôn á, đặc sệt luôn nha. Bông bông chùm không à. Rồi hoành 20 nha. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,2 m. Rồi cái này em giao lưu với bà con là giá 1,7 triệu luôn nha. Con thích dáng nào thì alo cho em. Số điện thoại em là 0938 213 500. Em tên Dân nha. Rồi đó cây luôn. 16 rồi. Tiếc rồi. Có. Rồi em tiếp tục là quay mã số 17B nha bà con. Cây này cũng tàn thông nha. Tàn đều gan luôn đó. Không có chống chỗ nào hết á. Một cốt luôn. Rồi em đã hoành nha. Rồi hoành 20. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Nụ là cứng ngắt luôn nha bà con. Nó bao nụ luôn đó. Rồi cây này cũng giá 1,7 triệu luôn nha bà con, đồng giá luôn nha. Bao ship 200 cây số. Rồi xuống luôn. Rồi em tiếp tục quay cây mã số 18B nha. Cây này tàn dù nha bà con. Một cốt luôn. Cây này nụ dữ lắm, nụ nó hơi nhỏ hơn mấy cây kia một chút. Cây này lặt 14 là vừa. Rồi, này hoành 20. 20. 20. Cái này là chiều cao 1,5 m. Rồi tán ngang 1,4 m. Tàn dù nha bà con. Cái này là bông dữ lắm, bông luôn. Rồi cây này là giá 1,6 triệu nha bà con. Rồi xuống luôn. Rồi em tiếp tục quay cây mã số 19B nha. Cây này cũng tàn thông nha bà con, một cốt nữa nha. Đủ nữa. Nè nó bị nghiêng. Cái này là nụ cối không á. Đã quạnh luôn. Rồi quanh 19. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,3 m. Rồi cây này em giao lưu với bà con là giá 1,5 triệu nha. Bao ship 200 cây số. Rồi đây là cũng cây mã số 20 là cây cuối cùng nha bà con. 20B nha. Cây này tàn thông nha. Bên này mượn. Bên này hai mấy luôn. Rồi. Hoành gốc là 21. Chiều cao 1,5 m. Rồi tán ngang 1,4 m. Cái này là nụ ok luôn đó.
Rồi cây cuối cùng nè, cây bản số 20 này là em giao lưu với bà con là giá 1,6 triệu nha. Cây này dáng hơi đổ nha. Rồi cũng cuối clip này em xin chào bà con nha. Kính chúc bà con một ngày mới vui vẻ nha. Rồi. Rồi xuống đây.